Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Cổ Phúc. Cô khán giả tiếp tục chia sẻ về việc rất là bức xúc khi ca sĩ Mạnh Quỳnh về Việt Nam lần này tổ chức thực hiện 4 show diễn mà không thấy sự xuất hiện của đàn gà con. Hôm nay đã là show thứ hai của ca sĩ Mạnh Quỳnh tại Hà Nội. Ngày mai 21 tháng 10, Mạnh Quỳnh trở về thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục show thứ ba. Đó là show tại phòng trà Đồng Dao. Cũng là kỷ niệm đúng một năm ngày mà ca sĩ Mạnh Quỳnh chính thức công khai nhận Tuyết Nhung và Thiên Ngân làm con gái trên sân khấu. Thì cô khán giả này tiếp tục chia sẻ cùng với mọi người. Sau đây mời cô chú anh chị nghe đoạn trò chuyện của Phúc và cô khán giả. Quỳnh, như bà ấy nói, nếu tôi chả thấy thì không biết tên tuổi cô còn nói nữa, nhưng không phải là không nói thì Cô có nói gì không con? Cô có muốn chia sẻ gì không? Con cứ nói đi con. nói chia sẻ còn nhiều lắm, nhưng mà mình nói thật thì tôi nói là rất là chính xác, không bao giờ đặt ra. Nhưng mà bà này, bà ấy Vinh, ông Quỳnh nói nè, hỏi tên bà ở đâu, ở đâu, ở đâu, tôi cái gì tôi nắm được hết rồi. Thì mấy chục năm nay rồi chứ tôi không phải là bây giờ tôi mới biết. Chia sẻ còn nhiều, anh nói thì lúc nào tôi chia sẻ không. Đi về Việt Nam, đi về Việt Nam là các con gái, các con nó mong để về với ba để hát, để show, lại không cho nó đấy, có cho nó hát đâu, cứ bảo là giúp đỡ mới thế nọ thế kia, nói cái gì đây này thì thực tế gần thì mong nhá, hàng tháng ai cũng mong về để hát, để ca, để ấy, cái con đấy thì biết hôm nay đang ấy, hôm nay đang diễn cả. À, bữa nay đang diễn ở Hà Nội đó con. Thì chả xem này. Xem Rồi, này. ngày mai là kỷ niệm ngày anh Quỳnh nhận hai bé Phi Nhung, Tuyết Nhung và Thiên Ngân trên sân khấu làm con nuôi. Cô có nhớ không? Có nhận lên hát lúc nào thì hát cha, nhưng mà mai thì có được hát không? Mai Tích Nhung với Thiên Ngân có được hát Cũng không biết cô, mai là show của anh Quỳnh tại thành phố Hồ Chí Minh, lại tiếp không? tục tại phòng trà Đồng Dao. Bà nói lại là chứ bài bảo là VT VT gì tôi cũng hay quên, tôi tìm nay tôi tìm để xem là VT gì, nói xem là chính xác. Cô hay quên thôi hay không nhớ thôi chứ đâu có lú lẫn, mà cái cô Đó. kia nói cô lại bị lú lẫn. Đừng hòng nói lẫn là sao đấy, là hay quên thì là nói câu lọ nó dọ câu kia, câu nói rồi lại nói nữa, chứ còn cứ cho tôi nói thì chả có thoát hỏi cái gì là tôi biết hết ý. Từ ngày nói chắc với anh nhé, từ ngày ông với Quỳnh mới đi Phi Nhung bắt đầu hát, từ cái bà Akito mới đi hát, cứ bài hát nào thôi được xem hết từ À, Quỳnh. hát cho Thúy Nga là cô theo dõi ra mấy chục năm rồi á. Vâng, mấy chục năm nay chứ có phải là bây giờ, nhưng mà từ có phải là bây giờ mới gì ấy, từ ngày Thúy Nga mà Mạnh Quỳnh với Phi Nhung bắt đầu những cái phim Nam và Điệp mới nị, những cái đóng vai Nam Điệp với Quỳnh đấy mới nị, còn phim mà và cái anh này bắt Phi Nhung đi lên trên máy bay để trốn tránh, làm gì mà tôi mới đấy hỏi những cái phim ý thì tôi xem hết cái thứ, làm gì mà tôi theo dõi suốt từ ngày mà Mạnh Quỳnh với thì Phi Nhung coi như là hát ở Phi Nga thì xem hết, rồi được Quỳnh về Việt Nam diễn vở gì biết hết. Nói mà tôi theo dõi thì cả Phi Nhung mắc Covid này là ở bệnh viện Lào, bệnh viện nào về nói theo dõi hết, nhưng mà tôi là không, lúc chết thế này còn cả thằng Hồ Văn Cường nói với đặt yêu cho Phương Hằng, nói Phương Hằng là Phi Nhung cái kiểu gì
lương động với những cái thứ FC không biết đấy hỏi những cái ý này rồi là cường đêm đến cho ô tô đi mang các thứ đồ hết từ các thứ đi còn chặt cây thì kiếp của Phi Nhung tôi nắm lấy cái thứ đi nắm lại À, anh cứ mà nói thôi qua bây như giờ thế. cái em ấy giờ có cái đường đi riêng rồi, thôi mình cũng không có bàn tới em ấy hết tôi. Giờ chủ yếu là mình ủng hộ cho đàn gà con ở đây là Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng như Quỳnh Trang. Quỳnh Trang thì dẫn hơn hai cô em rồi. Dạ, bây giờ là khán giả là yêu thương Tuyết Nhung với Thiên Ngân đó cô. Nói với anh Phúc nghe nói cái Tuyết Nhung còn hát hay hơn cái Quỳnh Trang, nói thật nó hát chỉ có mà nó vững lên hơi nó dài như này cái thứ đi. So với khán giả thì vẫn yêu thích Tuyết Nhung Trường Sa nhất, nói À. là tôi theo dõi nó như thế. Cứ còn nói đến Quỳnh Trang mà hát mấy vọng phụng với thì các người cũng không thể nào hay được bằng Tuyết Nhung và Trường Sa. Nó diễn xuất nó dẻo mà nó hay, nó hát nó ngọt ngào cái thứ. Thế rõ cả cả Quỳnh Trang như là Ngọc Phúc người là các người đấy tôi nói thật tôi theo dõi Ví dụ hết nó người Thiên đấy. Ngân là theo dõi hết phải không? Vâng thì gần À. thế bây giờ ra âm bi với lại hát thứ rồi là cái thứ nhưng mà cũng không thể nào bằng được Tuyết Nhung, không thể nào đi lô với lại không thể nào hát hay là ra nhiều những cái bài hát mới này để ra âm bi đấy cũng không thể nào mà bằng Tuyết Nhung một trường à có hát khán giả cuốn hút vào người ta nghe người ta cuốn hút vào muốn hát nữa hát Thấy rồi xuống trên mạng muốn hát nữa cặp đôi nó biểu diễn vui hả cô? Tự nhiên ha. vâng hay vui mà cuốn hút được khán giả thì người ta muốn nghe như là muốn nghe nữa có những người hát người ta chả muốn nghe cái nào như Dương Huệ tôi thấy cái dập máy như chính Quỳnh rất là gì cái bài hát mà của Quỳnh sáng tác mà cho Sang mới Trường Sa mới này con Huệ đó thì cho mẹ nó thằng Trường Sa mới này con Tuyết Nhung chưa có hay hay cái bài gì mới sáng tác để cho học trò mới này Dung Huệ hát tôi cũng hay quên đấy thế có phải cho con Tuyết Nhung mới này thằng Trường Sa nó hát nó là diễn cái bài có phải hay không? Con Huệ cứng nhắc mình chỉnh sang cái bài hát gì đấy anh theo dõi tôi theo dõi hết cái bài mà vẫn cộng đồng mạng vẫn nói là Quỳnh cho học trò cho Dương Huệ mới thị trường sang hát cái bài tình yêu cái gì đấy À, cô cứ nói đi cô. Dạ. đấy cái bài ý là cho chỉnh sang với Tiết Nhung thì có phải hay bao nhiêu đó kinh về người ta nói về viết về nước này các con các cái về các khán giả người ta mong đợi về về này để không cho con cái đấy đi các thứ về à, hôm nay Hà Nội không biết là có Trường Sa hay là con Huệ về không nhỉ Dương Huệ về về lộ À, gì cũng không biết nữa cô. À, đấy không 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 thấy Trường Sang đưa tin, cũng không thấy Dương Huệ đưa tin. nghe thế thì phải sợ của mẹ nói như thế khán giả nói như thế tôi nói Nhưng mà câu chắc này với các bạn chắc học trò chắc đi chắc có thể là sẽ đi ủng hộ thầy nữa cô. ủng hộ tại sao ủng hộ có mời mới đi Mạnh À. Quỳnh nói thật có mời Trường Sa mới thầy cơ Dương Huệ thì mới đi chứ không mời không bao giờ đi nói như thế À. mà Mạnh Quỳnh mà hát nói thật ở ấy mà không có từ Trường Sa á thì Trường Sa hát thay với lại Mạnh Quỳnh thì cục nhạc đẹp nói thì nói Dạ. nên là cũng phải quyến rũ kéo Trường Sa để đi Trường Sa đi thì phải có Dương Huệ cũng đi chứ giờ đó Mạnh Có Quỳnh hết học. Mạnh Quỳnh điều khiển hết nói Thì có học trò nam với có học trò nữ chứ cơ. vâng nhưng mà đấy nhưng mà hát như thế cho nên là mình thế tại sao Mạnh Quỳnh đi như thế
không cho anh Tuyết Nhung với Thiên Ngân hát thì bảo nó là đi cùng nào, thế nó có đi không? Ba mày lại cho đi, nó chả đi, hát thì hát, chả hát thì thôi, lại không cho đi. Chúng nó có cái ái của nó, ái của nó, anh công nhận không nào? Bây giờ mơ là này, hôm nay là ba hát ở đấy thì các con không hát, chỉ có ba hát thôi, thì các con đi cổ vũ với đi với ba. Thế thì làm sao? Vậy là ok liền, đến nhau ngay liền chứ. Đúng không? Này không bảo thì đời nào nó đi, chúng nó đi. Thế mà thì có bảo thầy Trường Sa với Hương Huệ thì nó mới đi. Mạnh Quỳnh là coi như là, Mạnh Quỳnh coi như là điều khiển hết. Nói ngay như này, nói tôi mà cho tôi nói thì cái hôm đi sang Bangkok, Thái Lan của Thúy Nga thì mình là một người ba, mà ba đứa con coi nạn nước nạn cái để sang đấy hát. Mình là một người ba, mình phải dìu dắt chúng nó, dạy bảo chúng nó, bảo chúng nó ở chỗ Thái Lan Bangkok trên chúng nó. Vì chúng nó bây giờ mới sang lần đầu tiên, nhưng coi như là không có giỏ ngó gì, mặc kệ chúng mày. Chúng mày nói tôi làm gì mà biết cái show đó là Mạnh Quỳnh không có biểu diễn cô ơi. Đấy thì không biểu diễn, không biểu diễn là vì thả cho mấy đứa con đi vào đấy, còn Mạnh Quỳnh bỏ mới đi kiểu để đi nghỉ mát thì biết gì, nên là không hát ở đấy, cho nên khán giả người ta mới nói, người ta nói. Có bà khán giả thì nói là cái những ngày người ta đã chuẩn bị hàng tháng, hàng 2-3 tháng ấy, thì những cái tháng nào mà ấy thì là đi nghỉ mát thiếu gì tháng, có phải được nhờ đột xuất độ ngày nay ngày mai đâu mà bảo không làm được, nên là có ý đồ hết rồi, không cho Dương Huệ đi thì là không cho Trần Sang đi thì cũng nghỉ nốt, không cần thiết hát. Cái mục dạ của Quỳnh này nó ấy, nói thật thế, anh có công nhận không? Cái show đó là ảnh nói ảnh bị kẹt show gì á cô, không có tham dự được. Kẹt đâu mà kẹt, kẹt từ đâu, kẹt đi bảo đi nghỉ mát, kẹt. Dạ, vậy đi nghỉ mát hả cô? Vâng, nói là đi nghỉ mát để cho con cái đi nghỉ mát, cả vợ, cả con, cả gia đình để đi nghỉ mát đấy. Bây giờ mạng thì nói là cô đi nghỉ mát đâu, tắm ở hồ, nói dối là đi nghỉ mát đấy. Tôi nghe tôi thấy khán giả nói làm gì mà biết hết cái hỏi nói đúng là nói lần này ảnh về mà không có hát chung với đàn gà con á thì cũng tiếc nuối hết cô. Thì đấy, cho nên bây giờ thì cộng đồng mạng nói nhiều người khán giả người ta nói, người ta đi á, nói Mạnh Quỳnh người ta gì đâu, tôi nghe hết, nên không phải là mình nói mà tất cả từ phát ra toàn những lời khán giả nói nhiều, nói tôi thì chả ấy đấy, tôi không muốn này lên đi, nhưng còn cứ cho tôi cứ nói cái hỏi cái gì là tôi nói đường hỏng của tôi thì tôi lẫn còn lâu mới lẫn. Chỉ có lâu lâu bất chợt đó thì nó hay chưa giới kịp thôi đúng không? Chứ làm gì mà lại được, cô rất là nghe cô nói giọng rất là rõ. Tôi nói thật thì anh tôi hỏi cái gì tôi biết hết. Cha từ Phi Nhung mất rồi là ai đương rồi là Hương biết là gì Hương đấy. Người mang do đủ các thứ đủ Hương, thần cường với bố mẹ nó, bố mẹ thần cường như thế nào, nói như thế nào, cầm tiền tiếc các thứ tôi biết hết, thì tôi không biết thần cường Hồ Văn Cường đấy. Thôi đừng nói về bạn ấy nữa cô ơi. Mình giờ mình quan tâm là gà con của cố ca sĩ. Đấy, không nên làm cái chuyện mà là để mà biết đi, biết từ cái trang tóc đi đấy là cái chuyện thế. Còn bây giờ thì nó cũng hát ấy, thỉnh thoảng hát. Ôi nhưng mà tại vì cũng giận anh này, cái bài có nói bài hỏi tôi gì mà tôi không biết,
hỏi họ tên bà ở đâu, hỏi xin số điện thoại. Ê, bà có phải là bà ngoại là nội của Thích Nhung với Thiên Ngân không? Dù bà nội hay bà ngoại cũng chả là gì đối với tôi cả, tôi chả sợ đâu. Nhưng mà nói hỏi bây giờ bà ấy chất vấn tôi này, tôi cũng chất vấn bà, sao bà còn biết thương người thương anh Quỳnh? Thương anh Quỳnh thì tôi phải thương các cháu các con tôi cái thứ chứ gì về ấy. Bà còn biết thương anh, sao tôi thì không biết thương con Tuyết Nhung với thằng Trường Sang với lại con Nhân? Bà có là hỏi tôi trả lời, tôi sợ trả lời. Nhưng mà tôi thì cứ không thích cái người nói ra nói. Bà cứ hỏi thì bây giờ mà cứ bà cho một bà hỏi tôi và tôi hai người đấu khẩu với nhau xem ai ấy, đấu khẩu xem ai được. Thế tại sao bà biết thương anh Quỳnh, bà phải thương thì tôi cũng phải thương các con tôi, con Tuyết Nhung, con Thi Ngân. Bây giờ đi hát mới lại đưa thằng Trường Sang mới lại con Hương Huệ lên sân khấu rồi là có tơ, có cả có tơ chỗ phòng trà Đồng Giang. Thế tại sao mà nhận là con mà lại không cho nó đi theo, dù không hát cũng bảo là hôm nay là hát để đấy ở đấy thì các con đi, nhưng mà không phải hát để cho ta hát mấy mình các người. Thế có phải là tình cảm bao nhiêu không? Chúng nó có hát đâu mà vừa quyến rũ, chả qua là cái giật, dù cái nói là thương thương cái gì mà coi như là bố trí hàng tháng trời các con các cái là ham hở mừng rỡ về cụt hứng. Tôi cũng nói ngay, tôi bảo là đấy thì Dạ, anh nghe về câu nhưng mà trả cho các con hát. Con nên Nhung là con gái, Nhật là con gái, nó phải về quê. Con Ngân thì bùi ngùi cái thứ nói cái gì này. Trong khi đó thì sao con Huệ thì lại lại đi cổ vũ rồi là đi hát để trên đi. Thế thì hỏi này, thì Thỏa bảo là thôi không bày ở nhà để cho học trò nó đi xong. Nếu mà cho Dương Huệ hát thì bêu cái mặt ra, cho nên là không hát thì cho làm sao có ai hết rồi, có chủ mưu hết cái đường nào sang lên hát cũng bảo lên hát nói gì. Còn cái bà kia tôi chả có ấy rồi, tôi muốn là không muốn cho bà biết chữ giờ mà tôi mà có nói thì Nói chung là mình có cái quan điểm riêng hơn cô vâng. nói chung là cũng Ok phải tích cực là yêu thương gà con vâng, có cái nhiều góc thương nhìn nó riêng vâng. con Tôi thì nói Phúc thì sẽ chia sẻ hết của cô có gì chia sẻ hơn không anh Quỳnh không có người nào cũng nói cả, chả có ai cũng nói này tôi thích cái bà mà VT gì đấy bà ấy nói là ấy từng chặn sóng của Mạnh Quỳnh với này không cho về với này Việt Nam với gì gì đấy thì bà ấy ở đâu bà ấy ra khán giả tôi có phát biểu bà mới nói VT hẳn hoi đi nhất biết là VT gì đấy, tôi quên nữa là có VT tìm nay để tôi tìm xem là ở đâu, tôi kìm mãn được để xem là nó ở đâu. Bà ấy nói hay thế, nói để nói là đêm nay á thì anh Quỳnh sẽ hát với hai ca sĩ nữ mới á cô cái chữ hai hai cái chứng nhận ca sĩ Khả Ái và ca sĩ Minh Tuyết Tuyết thì Nhung hôm nay anh Minh Quỳnh có live Tuyết stream á anh chia sẻ Minh Tuyết không tài nào hay. Xem rồi tôi nghe thì Minh Tuyết hát rồi thì xem hết, Minh Tuyết hát mãi hát cả ở trong Nam hát không chỉ là hay. Bây giờ là cộng đồng mạng cũng quan tâm đó cô, là sau cái đêm nay ngày mai thì anh Quỳnh anh bay về thành phố Hồ Chí Minh, anh sẽ chuẩn bị cho cái show diễn tại phòng trà Đồng Giao ngày mai là ngày 21 tháng 10, cũng là kỷ niệm 1 năm mà ba cha con đã nhận nhau trên sân khấu á, công khai là cha con và dìu dắt đàn gà con á. Thì rất là nhiều cô chú anh chị cũng mong muốn là sẽ có sự xuất hiện của đàn gà con ở trên sân khấu cùng với anh Quỳnh sau 1 năm
công khai tình cảm cha con trên sân khấu. Con có nghĩ là ngày mai là có không con? Không, không chắc, không có chắc thì đợi lâu ấy. Thì không, giờ không mình chắc. Cũng hy vọng nữa thôi. Cái là thì không chắc đâu, chắc thì đã con Thuyết Nhung với lại con Kim Ngân đã vui mừng với lại nói nên im lìm như thế này thì anh bảo có ngày nay với ngày mai, tối nay ngày mai thì làm sao mà lại đột xuất được, nó lên sân khấu nó phải hát như thế nào, nó hát với ai với lại phân bổ đấy, nó còn chuẩn bị những bài hát, anh có nhận không? Con, mà đã nói rồi còn gì nữa, nói là hát Mạnh Quỳnh với ai ai rồi đấy, nói với những ai tôi quên đi, ai ai ngày mai là chủ đề ai cho tôi tình yêu đấy. Cuối video Phúc xin giới thiệu cùng với cô chú anh chị, đó là thang thuốc điều trị bệnh thần kinh tọa của gia đình Phúc rất hiệu quả, chuyên về thần kinh tọa, chỉ cần dùng 1 đến 3 thang hiệu quả sẽ có ngay. Đây là thang thuốc gia truyền của gia đình của Phúc, có giá là 500.000 đồng đã bao gồm phí ship. Đây là hình ảnh thang thuốc thần kinh tọa hốt trực tiếp tại nhà của Phúc nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, liên hệ và kết nối Zalo với Phúc, Phúc sẽ hướng dẫn tận tình, chu đáo. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.